Như chúng ta đã biết, nuôi tôm hiện nay đang là một ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người nuôi đang phải đối mặt với không ít khó khăn liên quan đến dịch bệnh. Trong đó, phải kể đến bệnh phân trắng. Tuy không gây chết tôm hàng loạt, nhưng đã để lại nhiều thiệt hại đáng kể. Chào mừng bà con đến với chuyên mục ứng dụng sản phẩm BPA cân bằng sinh học trong nuôi trồng thủy sản của Bình Minh Capital. Hôm nay, Bình Minh Capital mời bà con cùng tìm hiểu cách phòng và trị bệnh phân trắng trên tôm ở ao nuôi của anh Tiên tại Trà Vinh. Dạ, chào anh. Không biết là dạo gần đây sức khỏe của tôm nuôi của mình như thế nào rồi anh? Lúc trước thì nó có bệnh mà bây giờ nó cũng bớt rồi, nó cũng đang phát triển. Dạ, bệnh tôm mình là bệnh gì anh ha? Bị phân trắng với bị gan yếu. Nguyên nhân do tôm ăn phải thức ăn bị nhiễm nấm mốc, do độc tố thảo độc, do ký sinh trùng bám trên thành ruột, cạnh tranh dinh dưỡng và làm tổn thương ruột, tạo cơ hội cho các vi sinh vật gây hại khác tấn công. Tôm nhiễm vi khuẩn Vireo, yếu tố môi trường, thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là gan tôm, làm giảm khả năng tiếp dịch tiêu hóa dẫn đến suy yếu đường ruột. Bệnh thường xuất hiện giai đoạn tôm nuôi từ 30 ngày trở lên, đỉnh điểm giai đoạn 40 đến 45 ngày. Trong cái lúc mà tôm mình bị bệnh á, thì không biết là nó có triệu chứng hay là biểu hiện gì để mà nhận biết không vậy anh? Nó ăn yếu với tôm nó chậm lột. Dạ. Biểu hiện: tôm ăn yếu hoặc bỏ ăn, phân tôm màu trắng, nổi lên mặt nước và tập trung nhiều ở cuối hướng gió bờ ao, tôm chống đường ruột, thức ăn đứt quãng hoặc có màu đục trắng sữa, thịt tôm không chứa đầy vỏ, vỏ mềm. Phòng bệnh: chọn thức ăn có chất lượng, đầy đủ dưỡng chất, thức ăn phải được bảo quản tốt, không nhiễm nấm mốc, độc tố, cần thả giống với mật độ hợp lý, phù hợp với điều kiện đầu tư và kỹ thuật nuôi. Đặc biệt, trước khi thả tôm, phải cải tạo chuẩn bị ao thật kỹ, đúng quy trình. Ao nuôi tôm công nghiệp phải có đầy đủ trang thiết bị như máy quạt nước, máy sục khí oxy đáy, kiểm soát mật độ tảo trong ao hợp lý, đề phòng tôm ăn tảo độc, kiểm soát mật độ vi khuẩn Vireo trong ao, định kỳ sổ ký sinh trùng cho tôm với các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược. Anh đã sử dụng sản phẩm gì để mà trị bệnh cho tôm mình nha anh? Thường thì xài bên đặc trị của phân trắng với thảo dược của Bình Minh tiêu xay. Thấy tôm nó cũng ăn tốt hơn, chưa sử dụng rồi nó cũng lột đỡ hơn một lần. Dạ, về liều lượng sử dụng thì mình sử dụng như thế nào vậy anh? Mình sử dụng 5 gram cho 1 ký thức ăn. Cũng sử dụng cái thảo dược của Bình Minh thằng Good Seal phụ thêm. Sau khi mà anh kết hợp giữa Kibarasai và Good Seal thì anh thấy hiệu quả của nó như thế nào vậy anh? Thấy thì tôm mình bị phân trắng thì thấy nó có giảm phân trắng mạnh, là nó ăn nhanh, là nó lột nhanh hơn. Dạ, Good Seal đó là mình sử dụng định kỳ hay sao vậy anh? Cũng định kỳ, lúc tôm mình bệnh thì mình cũng xài liều 5 gram cho 1 ký thức ăn. Sử dụng thảo dược BBAQ Parasite để tẩy ký sinh trùng, vi bào tử trùng bám vào thành ruột và gan. Đặc biệt có thể sử dụng chung với các sản phẩm dinh dưỡng và bổ sung khác. Liều dùng 5 gram trên 1 ký thức ăn, 2 lần trên ngày, sử dụng liên tục 3 đến 5 ngày. Sử dụng BBA Good Seal để ức chế vi khuẩn gây hại trên đường ruột, phá vỡ lớp màng biofilm của vi khuẩn gây hại, phòng ngừa và đặc trị các bệnh đường ruột như phân trắng, phân lỏng, phân đứt khúc, giúp đường ruột tồn khỏe mạnh, hấp thu thức ăn và tăng trưởng tốt nhất. Liều dùng 5 gram trên 1 ký thức ăn, 2 lần trên ngày, sử dụng liên tục khi hết bệnh. Sử dụng BBA BioPlus có mật số vi sinh cao để lấn át vi khuẩn gây bệnh phân trắng có trong nguồn nước. Liều dùng 0,2 đến 0,3 ký trên 1.000 mét khối, định kỳ 5 đến 7 ngày trên lần hoặc mỗi ngày tùy theo mật độ nuôi. Việc phòng bệnh được xem là phương pháp tốt nhất trong việc ngăn chặn dịch bệnh ở tôm. Nó quyết định lớn đến sự thành công trong nghề nuôi tôm. Vì vậy, bà con nuôi tôm nên lưu ý có quy trình phòng bệnh cho tôm ngay từ đầu vụ. Trong quá trình nuôi, nên cho tôm ăn bổ sung thường xuyên men tiêu hóa, có lợi cho đường ruột, các sản phẩm để nâng cao sức đề kháng cho tôm. Ngoài ra, người nuôi thường xuyên kiểm soát môi trường ao nuôi tốt để hạn chế nguy cơ gây bệnh. Bình Minh Capital đồng hành cùng bà con nuôi tôm sạch bệnh. Liên hệ để được tư vấn 1900 866 636.